Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ sẽ là nội dung chính có trong chương trình. Lý do khiến hóa đơn tiền điện ở Hà Nội tăng vọt. Năm 2024, giá điện sẽ tiếp tục leo thang. Dự án đường dây 500kV, trạm nhà thầu ngay trên công trường. Tối ngày 2 tháng 3, nhiều khách hàng ở Hà Nội băn khoăn lo lắng khi nhận được thông báo thanh toán tiền điện của các đơn vị điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội. Hầu hết hóa đơn đều tăng gần gấp đôi so với số tiền phải thanh toán của lần gần nhất. Nhiều câu hỏi thắc mắc vì sao thời tiết lạnh giá mà hóa đơn tiền điện lại tăng cao hơn mùa hè. Trên các hội nhóm của mạng xã hội, đây cũng là một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi. Trả lời những thắc mắc này, EVN Hà Nội cho biết quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi. Cụ thể, EVN Hà Nội đã thực hiện dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ về cuối tháng cho hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn thủ đô. Đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng cho biết hóa đơn tiền điện lần này cao hơn do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng. Tức là thay vì ghi chỉ số công tơ với khách hàng sinh hoạt trải dài từ ngày 3 đến ngày 20 hàng tháng, từ tháng 2 thì việc này đã được thực hiện vào cuối tháng. Như vậy, số ngày sử dụng điện của khách hàng trong tháng 2 năm 2024 thay vì 31 ngày như thời gian trước đây sẽ thành tối thiểu 48 ngày, đến tối đa là 56 ngày sử dụng. Số tiền điện trong tháng 2 năm 2024 được tính gộp trên sản lượng 31 ngày cộng với số ngày thay đổi. Do đó, hóa đơn tiền điện lần này thể hiện số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng 1 và tháng 2. Đây cũng là lý do tiền điện cao hơn vì số ngày tính tiền điện từ 30 ngày nâng lên thành 57 ngày. Trước những băn khoăn về việc số tiền điện mà người dân phải trả sẽ tăng mạnh khi thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ, bà Tô Lan Phương, trưởng ban kinh doanh Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết mức sử dụng điện của từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số. Vì vậy, việc ghi này vẫn đảm bảo quyền lợi cho 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn thủ đô, bởi số kWh để tính bậc thang theo giá điện cũng được chia đều khi số ngày tăng lên. Ví dụ, một hộ ghi chỉ số công tơ ngày 3 hàng tháng, thì với quy tắc mới, chốt công tơ là ngày 29 tháng 2, thì số ngày thực tế của kỳ hóa đơn này tăng lên 57 ngày. Theo đó, số kWh để hưởng giá điện bậc 1 sẽ là từ 50 kWh theo quy định, được giãn rộng tới 92 kWh. Cũng theo đại diện Điện lực Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội xây dựng bộ công cụ để tính toán sản lượng điện sử dụng ở từng bậc thang. Người tiêu dùng có thể kiểm tra lượng điện tiêu thụ, quyền lợi khách hàng sử dụng điện được đảm bảo, khách hàng có thể chủ động kiểm tra giám sát trên web hoặc qua app của EVN Hà Nội. Còn theo Sở Công Thương Hà Nội, việc điều chỉnh thống nhất ngày ghi chỉ số công tơ điện sẽ giúp cho quản lý ngành cũng như việc thanh quyết toán, báo cáo số liệu thống nhất, tránh những sai sót liên quan đến việc ghi chỉ số, xuất hóa đơn. Đây là chủ trương đã có và Tổng Công ty đã báo cáo các cấp để thống nhất triển khai đồng bộ, thông tin tuyên truyền đến người dân. Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết Sở đã có văn bản chỉ đạo thống nhất trên toàn địa bàn thành phố về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện của EVN Hà Nội. Bởi đây là việc làm cần thiết, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, giảm thiểu được những sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh quyết toán hóa đơn, cũng như đảm bảo công bằng cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện. Cũng theo EVN Hà Nội, khách hàng có thể trực tiếp kiểm tra sản lượng điện, sử dụng công cụ tính toán hóa đơn tiền điện trực tuyến để tra cứu và tính hóa đơn tiền điện hàng tháng. Lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước. Các tháng tiếp theo đó sẽ trở lại bình thường. Trước những băn khoăn của người tiêu dùng về lượng điện tiêu thụ của khách hàng trong thời gian tăng thêm sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng khi tính giá điện theo bậc thang, EVN Hà Nội cam kết quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi. Trong năm 2023, giá bán lẻ điện được điều chỉnh 2 lần, tăng 3% từ ngày 4 tháng 5 và tăng 4,5% từ ngày 9 tháng 11. Sau đó, giá bán lẻ điện bình quân cả năm 2023 ước đạt 1.950 đồng 1 kWh, tăng 68,22 đồng 1 kWh so với năm 2022. Lý do giá điện chỉ tăng mà không giảm được, EVN giải thích là do phải mua điện với giá cao.
Dự báo trong năm nay, giá điện có thể tiếp tục được điều chỉnh tăng khi EVN vẫn thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2023, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng 4,86%, tác động làm CPI chung tăng 0,16%, do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng từ ngày 4 tháng 5 và ngày 9 tháng 11 năm 2023, EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Bà Nguyễn Thu Anh, vụ trưởng vụ thống kê giá thuộc Tổng cục Thống kê nhận định giá điện tăng chưa tác động nhiều vào chỉ số CPI năm 2023, nhưng sẽ được thể hiện rõ hơn trong năm 2024. Chưa kể, nhiều khả năng giá điện sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong năm nay. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện dự báo tăng lên, một phần do thời tiết diễn biến cực đoan. Thực tế, EVN cho hay hai lần tăng giá điện vẫn chưa đủ bù lỗ, khi tập đoàn này vẫn thông báo khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Chính phủ đang xem xét cơ chế cho phép tăng giá điện dưới 5% trong khoảng thời gian 3 tháng một lần. Nếu không tăng giá điện thì không giải quyết được lỗ lũy kế của EVN. Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN giải thích, hiện nay thủy điện vẫn là nguồn có giá ổn định nhất, nhưng nguồn này chỉ chiếm 28,4% trong tổng công suất nguồn điện. Còn năng lượng tái tạo, do chính sách khuyến khích ban đầu cho nên giá của nguồn năng lượng này rất cao. Nếu xét theo giá thành 9,35 cent theo cơ chế giá khuyến khích FIT 1 thì vượt giá thành bán ra của EVN. Với cơ cấu nguồn như vậy, ông Tuấn nhìn nhận giá thành điện của Việt Nam chủ yếu sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kể cả nguồn thủy điện cũng là tài nguyên. Trong khi tài nguyên của chúng ta thì ngày càng cạn kiệt, giá thành chỉ có tăng, không có chuyện giảm. Điều này cần được giải thích rõ để khách hàng thấu hiểu, cũng là câu trả lời cho dư luận về câu hỏi tại sao giá điện chỉ tăng, không giảm. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc cho biết, giá điện cần phải điều chỉnh theo tín hiệu thị trường. Theo quy hoạch điện 8 được phê duyệt, nguồn vốn cần để thực hiện lên tới 132 tỷ đô la Mỹ, không thể trông chờ vào vốn nhà nước mà cần huy động thêm các nguồn vốn tư nhân nước ngoài. Tuy nhiên, muốn các nhà đầu tư tư nhân rót vốn vào dự án điện, chính sách đưa ra cần để họ thấy lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 các cơ chế chính sách về mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Để đảm bảo cung ứng điện, Bộ Công Thương cho biết đã phê duyệt kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm của mùa khô năm 2024, từ tháng 4 đến tháng 7. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu trước ngày 15 tháng 3 năm 2024, EVN có trách nhiệm cập nhật, báo cáo Bộ về kế hoạch đảm bảo điện cho hệ thống điện quốc gia, bao gồm cả kế hoạch chuẩn bị nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, với các kịch bản nhằm kiểm soát, ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, có dự phòng đảm bảo ứng phó với các tình huống cực đoan. EVN cũng được yêu cầu chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện, cập nhật thường xuyên và bám sát tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện để có kế hoạch vận hành hồ chứa tối ưu và hiệu quả. Tại buổi kiểm tra tình hình thi công tại công trường dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa của nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Hạnh ngày 28 tháng 2, đoàn công tác của EVN NPT đã phát hiện nhiều vấn đề liên quan đến việc chậm tiến độ thi công của nhà thầu trên tuyến đường dây này đang được gấp rút triển khai trên toàn tuyến. Báo cáo tại hiện trường thi công đường dây 500 kV tuyến nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa do nhà thầu Phương Hạnh thực hiện, đại diện ban quản lý xây dựng cho biết hiện còn 8 móng chưa thi công, chưa đào móng ép cọc. Tuyến Nam Định 1 phố nối, nhà đầu tư Phương Hạnh cũng còn 16 trên 16 móng chưa thi công, chưa đào móng ép cọc. Tuyến Quỳnh Lưu Thanh Hóa cũng còn 11 trên 11 móng chưa thi công, chưa đào móng ép cọc. Tổng số vị trí chưa thi công, chưa đào móng ép cọc của ba nhà thầu tại ba tuyến đường dây trên còn tới 35 vị trí. Đáng chú ý, riêng tuyến đường dây Nam Định 1 Thanh Hóa, số lượng máy ép cọc bố trí tại các gói thầu mới có 6 chiếc, chưa đủ so với cam kết một máy một vị trí của nhà thầu trước đó. Các bên đã họp và có biên bản vào ngày 16 tháng 2 về việc chậm tiến độ của nhà thầu. Theo đó, tư vấn đã báo cáo và yêu cầu các nhà thầu phải khẩn trương bổ sung thêm 12 máy ép cọc để đảm bảo thi công đồng loạt các vị trí móng cọc.
ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch EVN-NPT lập tức yêu cầu thay ngay nhà thầu do nhà thầu Phương Hạnh có hàng loạt vi phạm về tiến độ so với hợp đồng đã ký. Phân bua về việc để chậm thi công các vị trí móng cột, đại diện nhà thầu Phương Hạnh cho rằng việc chưa thi công được hai vị trí móng cột 5967 do phải mất thời gian một tháng để thương lượng và đền bù với xã. Từ trước đó, đơn vị đã tiến hành mở đường từ vị trí 57 đến 58, trưa ngày 29 tháng 2 sẽ mở đường đến vị trí 59, cam kết đến 30 tháng 4 sẽ xong luôn móng ở các vị trí đã xác định. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường dây, lãnh đạo EVN-NPT cũng yêu cầu ban tổng giám đốc của đơn vị chủ động chỉ đạo xây dựng phương án huy động mọi nguồn lực của nhà thầu, các công ty truyền tải điện trong doanh nghiệp, các công ty điện lực trong EVN, các đơn vị tại địa phương hỗ trợ thực hiện công tác cắt điện, dựng cột, kéo dây đồng thời trên tuyến trong giai đoạn sắp tới. Chủ tịch EVN-NPT cũng yêu cầu các ban, đơn vị liên quan quyết liệt điều hành, đôn đốc nhà thầu Phương Hạnh, bổ sung nhân lực, máy thi công, ép cọc, thực hiện thi công 3K4 kíp và triển khai 4 tại chỗ để đẩy nhanh tiến độ thi công, các móng, bù lại tiến độ đã bị chậm, kịp đóng điện trước ngày 30 tháng 6 năm nay như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các nhà thầu cũng phải chủ động rà soát, điều hành, đôn đốc đảm bảo tiến độ cung cấp cột thép, vật tư thiết bị phù hợp với tiến độ thi công, không để xảy ra tình trạng móng thi công xong chờ cột, cột thi công xong chờ dây dẫn, cách điện phụ kiện. Yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát, các cán bộ giám sát của Ban Quản lý Dự án Miền Bắc, Miền Trung thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ, ghi nhật ký thi công, chụp ảnh tình hình thi công công trường cho từng vị trí móng của dự án theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!